Hi everyone, welcome back to my channel Starts Again Go, Traffic Reader. Okay. Beep, beep, beep. Yeah. Wow. Okay, let's go. Oh my gosh. Yeah. Okay. Wow. Wow, đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Fire rushing. Come on. Oh. Okay. Tiếp tục nào. Wow. Oh my gosh. Wow. Oh my gosh.
Ok. Hai con này thôi. Rồi, và tiếp tục ở Fast S. Play. Start game. San Diego. Hand boss. Come on. Oh my god. Không thể bay được sang bên kia luôn. Hard clip, rushing you. Yeah, let's go. Thank you.
Wow, lực của quả khá là cao. Tốc độ của chiếc xe này cũng khá là mạnh các bạn nhá. Tiếp tục vào, đi đâu? Yeah. Yeah, ok, 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 ok. Wow. Ok. Yeah, 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 let's go. Ok, baby. Come on, come on. Wow. Để qua luôn. Oh my gosh, ok. So, we will be rushing. Rush. Yeah. Quanh bên trái chọn nát ok let's go you win set a rushing chew. Tiếp tục là ở fast line. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải vào trong tựa game này và đợi một chút vì đây là một tựa game khá là lặng. Nó sẽ xoay hai lần thì khi đó sẽ vào game. Một tựa game 3D khá là đẹp nhá. Ở đây các bạn có thể đua trên những nhiệm vụ và các bạn có thể đua online tùy các bạn chọn. Ok. San Francisco. Race squad, win the race.
Let's go. Tiếp tục nào, tựa game thứ 8. Đây là một tựa game gì đây? Có thể là đua trên đường đua cần thứ 1. Ok, let's go.
Rồi, hai clip. Rushing. Yeah, level 6, risk 1200m à. Ở đây là tương đương với 1,2 cây. Oh my god. Vâng, anh ta đã hy sinh. Khi mà sửa đổi chưa thức đã hy sinh rồi. Vậy thì mình sẽ nâng cấp cái này đi. Ok. Full tốc độ thì nó chỉ được như thế này thôi. Các bạn muốn tốc độ cao hơn nữa thì các bạn có thể phải nạp tiền. Sau đó thì sẽ nâng cấp cho chiếc xe này thật là mạnh. Xe vừa lặng thì các bạn sẽ lái nó sẽ chuẩn hơn, không bị rung lắc nhiều như thế này. Oh my god, oh my god. Oh my god, đi luôn. Vài dòng. Cách chơi từ cái này như thế nào đây? Ờ, điều khiển ở đây. Được rồi. Oh my god. Wow. Yeah. Tới đâu đây? Đích luôn. Vâng, anh ta ngã từ trên xuống nhưng cũng không có gì đâu. Đứng dậy luôn. Rất là khỏe. Tiếp tục nào. And yeah. Bay được tới đâu? Oh my god. Gần tới đích rồi. Có thể vào nâng cấp, sau đó thì sẽ lên được trên cao. Update. Yeah. Lên được một chút rồi. Tiếp tục. Vẫn chưa biết cách dùng của cái kia là gì nhỉ? Anh nhớ phải dùng cái kia chứ. Để mình sẽ xem như thế nào. Chỉ là ăn mỗi như thế này. Hay cái đấy nó chỉ là bay thôi. Ví dụ như nó càng dài cánh ra thì sẽ bay càng lâu. Lốt lần này xem như thế nào. Tốc độ như nào đây? Cũng có thể là như thế, ok. Rồi, tiếp tục. Thank you.
come on, come on. Yeah, let's go. Rồi, tiếp tục rồi. Rushing go. Rushing go. Rushing go. Cái này khá phải bật wifi thôi. Đúng rồi, ok. Hiện tại đang chạy rồi. Tiêu diệt được hai người là ok rồi. Rồi. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.